Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách nhận biết quả hồng xiêm xoài đã ra và cách giẫm chín quả. Thì đối với cái hồng xiêm xoài thì là một loại quả tương đối khó nhận biết những quả đã ra. Cách thông thường là chúng ta sẽ chọn những quả nó có cái màu là vàng và vỏ nó tương đối trơn. Nhưng mà khi chọn về thì thường thường là nhầm và phải quả nón và chất lượng thì rất là nhạt. Đối với hồng xiêm xoài thì quả ra thì nó rất là ngọt. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận biết. Đây là những cái quả hồng xiêm xoài nó còn nón này. Nó cũng vỏ nó cũng đã trớn nhưng mà nó còn nón. Loại này mà giẫm chín thì ăn nó còn nhạt lắm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách chọn quả nó ra. Thì đây là một quả ra này. Đây các bạn có thể cái quả da nó sẽ có những cái vệt đỏ, ánh đỏ. Mình sẽ vắt xuống nó dễ nhìn hơn. Đây các bạn có thể thấy các cái vệt màu đỏ, ánh đỏ này. Đây rõ hơn này. Màu đỏ ở trên quả là khi đỏ quả nó là rất là da. Nó gần chín cây rồi. Đây. Đối với những quả này về giẫm thì sẽ rất là ngọt. Đây, mình có thể quay cho các bạn thấy rõ hơn này, cái màu đỏ này. Đấy. Những cái vệt đỏ rất là rõ ràng. Quay qua điện thoại thì nó sẽ tương đối khó nhìn hơn trực tiếp. Đây là một quả da này, nó đỏ, có rất nhiều cái vệt màu đỏ này. Đây là những quả mình vừa chọn thu hoạch. Thì những cái quả này, đây các bạn có thể nhìn thấy này, những cái vệt màu rất là đỏ. Đây, nó có cái màu đỏ này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giẫm quả hồng xiêm nó nhanh chín nhất. Trước khi giẫm quả hồng xiêm chín thì mình sẽ ngâm với nước lạnh khoảng 1 tiếng. Để cho nó ra bớt cái nhựa. Sau khi ngâm xong và để cho rau quả thì sẽ đến công đoạn là dụ hay còn gọi là giẫm chín. Thì để giẫm thì các bạn cho nó vào một cái thùng có nắp đầy kín, hoặc là đơn giản nhất là cho vào cái túi ni lông. Và tiếp sau khi cho quả vào túi ni lông thì các bạn bỏ vào đó một cái quả đáng chín. Đây, ví dụ mình bỏ quả bưởi hoặc quả dứa. Có nghĩa là quả đáng chín là được, nhưng mà lưu ý là không bỏ những cái quả mà dễ thổi rửa. Bỏ những cái quả mà nó chín mà không thổi ấy. Thì ví dụ mình bỏ đây là mình bỏ quả bưởi, các bạn có thể là bỏ quả dứa. Khi cả cái loại quả này chín thì nó sẽ phát ra một cái khí gọi là khí ethylene. Thì khí này là nó làm cho cả cái loại quả nhanh chín. Thì mình chỉ cần bỏ vào đấy một quả bưởi hoặc một quả dứa thì cái khí này sẽ làm những cái quả hồng của mình nó sẽ nhanh chín hơn. Và trong vòng 2 ngày thì nó sẽ chín. Đấy, sau khi bỏ quả vào thì mình sẽ tiến hành là cột kín nó lại. Hoặc là nếu các bạn bỏ vào thùng thì đầy kín thùng lại để cho cái khí này không thoát ra ngoài được thì nó sẽ chín rất là nhanh. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn cách chọn quả hồng xiêm xoài đã ra và cách giẫm chín quả. Thì chúc các bạn là có thể áp dụng thành công để chọn ra được những cái quả hồng chín ra và thật sự là ngọt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.